Ôi trời, nó nhiều quá nhỉ. Hôm nay con nói hơi nhiều. Bây giờ sử sử dụng mấy cái đâu. Sợ bóng của nó lộn xộn. Hôm nay con nói nhiều quá. Con hy vọng là bác nhớ nha. Thì nhớ được là ráng cố gắng. Bây giờ là bác nhấn chọn một cái điệu của nhà máy, ví dụ 68 này, slow rock này, đúng không? Bác nhấn cái nút OTS này, on touch setting này. Đó, thì nó sẽ tự tạo tiếng cho mình luôn này. Hết bài này. Còn mình có xài tiếng mình được không? Không cần xài nữa. Không cần à, cái nó đã chọn cho mình rồi. À. Mà nó không có hay. Máy nó chọn cho mình đó. À, máy chọn. Thì ví dụ mình muốn chọn ngay cái đó là sắc sâu nhưng mà nó không có chọn sắc sâu cho mình. À. Yeah. Thì đó, ví dụ mình muốn chọn đó là sắc sâu nhưng mà nó thì chạy, nó tự chạy, nó là những cái điều mở rộng. À. Những cái điều đó phải biết những cái gặp những cái nhưng trường hợp. Đâu giờ đụng tới lúc này mình. Vậy thì mình tắt đi. À. Đó là cái chức năng gọi là chức năng tự động tạo tiếng cho mình. À. Nó có 4 tiếng ở đây này, đó on touch setting đây. À. Nhưng mà mình không cần thiết thì thôi, mình tắt nó đi. À, mình lại nhắn tiếng ở trong này. Mình xài của mình thôi. À. Quá trình chơi ấy mà mình cảm thấy là có một cái gì đó mà nó nhảy lung tung xèng á thì mình cứ kiểm tra, nhấn cái nút control này và memory này lên, mình kiểm tra nó lại là nó có vấn đề gì không, ví dụ như tempo nó bị nhảy này, đó, size nó bị nhảy này, đó, đây cứ check vào đây hết nha. Bấm cái function đó. Dạ đây con chỉ lại nhé. Tôi nhấn direct, direct và mình chọn memory. À. Dạ thì nó sẽ hiển thị cái băng này lên này, à. Nó sẽ nói với mình là những cái mà mình cần thiết phải sử dụng đây. Ví dụ bác nhấn về cái tab low bên phải á thì nó có song, style, multipath, tempo, change pot, scale, mix đó. Đó, bây giờ thì hồi nãy là nó chạy lung tung xèng hết cả lên. Đó là tại vì là chưa có cài á, bây giờ nó hết rồi này. Đó. Năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. À, mình được là cái gì? Được là cái mà nhiều tiếng của nó và mình hiểu được cái chức năng của nó để mình không bị khớp. Ví dụ như lên làm cái chương trình thì không nói mà bạn bè chơi anh chơi mấy năm rồi mà sao chơi còn lủng củng, nhưng mà nó không có biết cho mình là cái máy nó lỗi. Là cái máy mình cài chưa chưa ấy nó lỗi, nó chạy lung tung, mình muốn nó như vậy mà nó không có như vậy. Đúng rồi. Cho nên vậy mình phải giữ nó lại. Thí dụ bạn quên bấm cái này thì nó sẽ chạy tùm lum. Đang đánh chỉ lâu nó nhảy qua rumba hay cha cha. Nghe rất là bực mình. Là mình đã bực rồi thì mình khó mà làm lắm. Cái buổi đó mình làm nó bị khớp. Mình sợ rồi, cái tay của mình nó nhát lại. Cho nên là
thứ khi chơi cái gì á, bác nhớ dùm con là bấm hết những cái này, giữ cái này lại, chứ không là nó chạy tùm lum tà la lên. Đúng rồi, bị mấy lần vậy đó. Dạ, thì đó là mình tự nhiên mình cuốn cái nó ủ xấu quá kia kìa ấy. Dạ, mình cuốn ở nhà rất là tốt. Mình quên cái mở mát ra cái mình quên cái đó đi. Dạ, mình làm nhà rất tốt mà cứ gặp bạn bè hay là ấy chơi là nó khớp tùm lum lên, nên nhiều khi cũng bữa sau muốn xách đàn ra chơi cũng ngại ngại á. Là từ đó nó cứ dập dần 1-2-3 dần như vậy là mình thua luôn. Cho nên là đừng có sợ gì đó, nhưng mà cứ nhớ đúng thao tác của nó. Mà chứ sợ là khi bấm bậy bạ cái đờn nó không sao hết. Khi mà bấm bậy bạ rồi á thì lời con nói hồi nãy rồi đó. Bấm bậy bạ rồi á thì cứ nhắn như thế này nó reset. Còn cái điện thoại cho con chỉ cho cái cài. Vừa mở cái này lên vừa bấm kia đúng không? Dạ, thì mình bấm cái nút đâu cuối cùng thì là vậy, mình reset factory lên thì trong nhà máy nó sẽ có những cái tối thiểu. Như nhiều khi mới vậy đâu, không dám dọc cái đờn. Đừng có sợ. Từ khi mà bắt đầu nước hoặc là bác làm rớt gái gì bác thay được hai cái nguồn điện chứ nó không có hư đâu. Nó không giống như máy tính đâu. Nó không có giống như máy tính, tức là bác có nó không có xóa hết cái bộ nhớ của nó. Thì trong nhà máy á nó cho bác xóa những cái tào lao bên ngoài vô. Nhưng mà ví dụ những cái kiểu Canadian này nó không cho bác xóa này. Cái cơ bản của nó là có hình dạ, như dạ giữ lại, nó không cho mình xóa luôn. Không cho mình xóa. Nó không có lệnh xóa trong này. Cho nên đừng có sợ. Còn cái này mình đau vô thì đôi khi nó xóa. Đau xóa thì mình lấy lại sợ cái gì mấy hồi. Chỉ cần bây giờ bác không biết thì con gửi USB cho bác thôi, chứ cần gì phải ấy, cách lấy, quan trọng là mình nhớ cách lấy. Ở bộ dùng bên ngoài. Dạ. Rồi còn nếu mà nó có gì nó sai sót ở đây thì mình sửa nó lại thôi. Mình đổi cái chức năng function của nó, ví dụ như chỗ này là mình đổi cái tiếng sắc sâu thì hôm nay mình đổi mình thích mình đổi thôi. Đúng rồi, tốt nhất là cái USB bạc lại chưa tới lúc đó. Chưa tới lúc phải cần đổi thì tại vì khi làm vậy là ok, cũng rồi. Không cần thiết lắm. Khi nào mình khá nữa hơn mình tiến bộ nữa là đổi mình tính được thì bác cứ lấy vậy bác chơi được chỗ đi. mà tốt nhất là bác có cái USB này để trong máy tính một cái. Lỡ như cái USB kia này nó có bị gãy hay là có bị rớt thì đó mình vẫn còn cái để mình chơi. Mình lấy cái đó mình chép ra mình lại tiếp tục như một cái USB cũ. Thì có nói gì thì sao? Ví dụ cái băng tiếng ở đây đúng không? Hoặc là cái điệu ở đây. Cái điệu cha cha nó nằm ngay chữ hờ này. Nhưng mà bây giờ mình chép một cái mới vô nó nằm ở cái chữ gì đó. Mình mất thời gian mình kiếm, mình quáo hết cả lên nó ở đâu rồi. Mình lại phải kiếm. Mất thời giờ, cho nên á thì tốt nhất là chép, nếu mình không nhớ dạng như mình không thể nhớ nổi á thì mình cứ lấy ngay vị trí đó chữ H, chữ F, chữ A, chữ G gì đó chọt ngay đó là chơi luôn, chứ mai mốt á nó sẽ đảo tùm lum toán lại hết cả lên rồi mình sẽ cảm thấy nó khớp hoặc là nó mình tại vì mình lớn nên mình không muốn thay đổi nhiều. Đúng rồi nhức đầu lắm. Mình chậm lắm. Tất cả mọi người thì gần như vậy, nhưng tụi con thì trẻ nên phải học giống thôi. Như muốn chú giống như muốn làm chơi liền hiểu không, đại khái đúng không, miệng lên chơi liền đại khái mà gọi mỏ cứ gọi là ra thôi, gọi là ra thôi đại khái vậy, nó đơn giản vậy đó. Nếu dụ gọi rumba thì rumba nó sẽ ra cho mình, nó gọi liền và chơi liền nó dập sau dập đó dập. Tụi con thì đổi đàn như đổi cơm, như đổi áo vậy đó. Thật sự là cái cuộc sống bây giờ tụi con phải chấp nhận điều đó. Còn bác thì bác chỉ cần là sao bác lấy ra chơi vậy là đủ rồi, không có cần nhiều. Thì thế thôi, nó organ mà chơi cho vui chứ đâu phải là kiếm cơm kiếm gạo gì đâu. Dạ, thì nếu mà bác cần chỗ nào cứ điện con ha. Rồi, ok.